Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với Việt Nam, mỗi người lính Hoa Kỳ đều gắn trên cái mũ nổi của mình một quân bài Át Bích. Với người Mỹ, họ cho rằng đây là nỗi sợ hãi của quân Việt Nam và nó sẽ gieo rắc nỗi sợ lên mảnh đất hình chữ S. Tấm Át Bích được coi là quân bài tâm lý chiến lược theo đúng nghĩa đen của nó để giúp cho quân xâm lược giành chiến thắng. Vậy nó có ý nghĩa thực sự như thế nào mà người phương Tây lại nghĩ rằng nó có thể dùng để dọa người Việt Nam? Khi đánh bài kiểu Việt Nam như đánh tấn, đánh tiến lên, quân Át Bích không có ý nghĩa quá đặc biệt, thậm chí còn có khi không bằng nổi quân Ba Bích. Tuy nhiên, trong các quốc gia nói tiếng Anh, lá bài này thường là có giá trị cao nhất. Tất cả những biểu tượng trong bộ bài Tú Lơ Khơ 52 lá đều rất nổi tiếng và mọi người đặt cho chúng những ý nghĩa khác nhau trong các trò chơi khác nhau. Tuy nhiên, thường thì các lá bài sẽ có sự nhất quán trong ý nghĩa, trừ khi chúng ta nói đến quân Át Bích. Tấm bài này có sự trang trí đặc biệt và lại có những cách thiết kế khác nhau trong các bộ bài khác nhau. Nguyên nhân là vì ý nghĩa Át Bích không phải lúc nào cũng giống nhau. Ngày nay nó được xem là biểu tượng của sự thành công, quyền lực và thậm chí là một tín hiệu của sự may mắn. Tuy nhiên, kể từ khi mới xuất hiện, nó lại gắn liền với biểu tượng của cái chết và sự hủy diệt. Át Bích là quân bài cao nhất trong bộ bài. Tất nhiên mỗi trò chơi sẽ đem lại một giá trị khác nhau cho quân bài này, nhưng thường thì không có quân bài nào khác lớn hơn nó. Vì lẽ đó, khi mở bộ bài 52 lá ra thì quân Át Bích được chúng ta nhìn thấy đầu tiên. Vào thế kỷ thứ 16, các bộ bài Tú Lơ Khơ trở nên phổ biến tới mức đã tạo nên một nguồn thu nhập ổn định cho hoàng gia thông qua các loại thuế. Vua Anh James đệ nhất và sau đó là nữ vương Anne đã áp đặt luật yêu cầu nhà in phải gán mang phù hiệu của mình lên quân bài Át Bích để đánh dấu rằng bộ bài này đã được đánh thuế tem, một loại thuế tồn tại 3 thế kỷ, kéo dài tới tận năm 1960. Nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng như gắn tem vật lý vào quân bài đầu tiên trong bộ tú. Từ năm 1765, chiếc tem dán tay ấy bị thay thế hoàn toàn bởi việc in thẳng dấu hiệu nhận biết của nhà in lên quân Át chủ bài. Nó nhanh chóng trở thành một truyền thống. Trên thực tế, một số thiết kế phức tạp đến mức chúng đã được cấp bằng sáng chế để bảo vệ chúng khỏi sự sao chép bất hợp pháp, ngay cả khi điều luật đó không còn hiệu lực với ngày nay. Truyền thống vẫn được duy trì và hầu hết các bộ bài chơi hiện giờ đều có một con Át Bích được trang trí rất công phu. Những liên hệ giữa quân Át Bích và sự chết chóc có lẽ bắt nguồn từ năm 1805 khi một nhà sản xuất bài giả bị bắt với tang chứng là những quân bài Át Bích. Kết cục không may cho kẻ làm giả, trốn thuế của hoàng gia là án treo cổ. Tuy nhiên, nó không thể ngăn các nhà sản xuất lén lút làm giả bài Tây vì sau khi đóng thuế tem, toàn bộ cỗ bài tăng giá gấp 12 lần. Vì thế người ta vẫn bất chấp làm bài giả. Vì lẽ đó, những quân Át Bích không khác nào tử thần. Chỉ cần bị phát hiện một quân át chủ bài pha kè, bạn lệnh án tử. Vào thế kỷ thứ 18, lá Át Bích cũng trở nên phổ biến trong giới cướp biển. Khi nhìn thấy lá bài này, kẻ phản bội hoặc cung cấp thông tin sẽ chuẩn bị tới số. Nó là một biểu tượng vô cùng đáng sợ, chỉ kém hình đầu lâu xương sọ mà thôi. Sau đó là thiết kế của chính chất bích. Đối với một số người, chiếc thuồng là công cụ được sử dụng để đào mộ của bạn. Và vì lá át mang giá trị cao nhất, nó sẽ khiến quan tài của bạn được đào sâu nhất trong lòng đất. Với bộ bài bao gồm 52 lá, người ta tin rằng mỗi lá đại diện cho một tuần trong năm và mỗi lá phù hợp với một mùa. Các lá bài chất bích trong đó đương nhiên có lá át chủ bài đại diện cho mùa đông, chỉ là những con tốt trong trò chơi của tự nhiên. Dù có cố gắng hết sức, chúng ta cũng không thể thoát khỏi vòng quay tử thần và vị trí của lá bài là một lời nhắc nhở về điều đó. Đầu mùa đông là thời điểm sợ hãi và khiếp sợ của tầng lớp nghèo khó vì nó có nghĩa là thời điểm bắt đầu cuộc đấu tranh kéo dài đến mùa xuân. Liệu sẽ có đủ thức ăn? Liệu có thể giữ ấm cơ thể? Nhiều gia đình phải chịu cảnh chết chóc vì đói kém và chết cóng. Trong những ngày vô pháp ở miền Tây hoang dã, Bill Hickok đã bất tử hóa hên bài của người chết khi anh ta bị Jack Markell bắn xuyên qua đầu khi tìm cách trả thù cho trận thua vài ngày trước đó. Hickok chết ngay lập tức, gục xuống bàn nơi anh ta đang chơi poker với những quân bài vẫn còn trên tay, giờ đã vương vãi đầy máu. Và anh ta đang cầm gì? Đôi át đen và tám đen. Một lần nữa, Át Bích lại xuất hiện trong một truyền thuyết về cái chết. Trong chiến tranh, lá át chủ bài trở thành một biểu tượng phổ biến trong quân đội. Điều này cũng dễ hiểu khi cỗ tú lơ khơ nhỏ gọn có thể giúp cho binh sĩ tiêu khiển, giảm căng thẳng trước cái chết cận kề. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, sư đoàn 12 phía đông của quân đội Anh đã sử dụng biểu tượng quân Át Bích làm phù hiệu của họ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, sư đoàn bộ binh 25 của quân đội Ấn Độ đã sử dụng một quân bài Bích trên nền xanh lá cây làm phù hiệu của họ. Trong thế chiến thứ nhất, quân đội Anh đã bắt đầu trào lưu đặt quân Át Bích lên xác của lính Đức, một cách để miệt thị đối phương. Kể từ đó, nó được biết đến như là biểu tượng của sự chết chóc và hủy diệt. Ở phương Đông, khi bộ bài Tú Lơ Khơ được đưa đến thông qua quân xâm lược phương Tây, lá Át Bích nói riêng và chất Bích nói chung thường bị coi là điểm xấu.
Ở Nhật Bản, màu đen của những lá bài này khiến người ta liên tưởng đến những con tàu hải ngoại màu đen của nước ngoài. Vào thời Edo, người ta coi những công nghệ tiên tiến mà những chiếc thuyền đó đem lại là mối đe dọa đối với văn hóa truyền thống của Nhật. Tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, nghề bói bài Tây ra đời sau khi quân Pháp đem những bộ tú lơ khơ 52 cây đi theo những cuộc xâm lăng. Khi bốc phải lá bài át bích, các thầy bói sẽ thường phán rằng khách hàng của mình sắp đến lúc tận số hoặc đứng trước một tai ương lớn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Và bằng một cách nào đó, thông tin này được lan truyền trong quân đội Mỹ, những người tham chiến tại mảnh đất hình chữ S từ năm 1954 sau Hiệp định Geneva. E sợ trước những bụi cây biết nói, quân Hoa Kỳ xâm lược cần một điều gì đó để kích lệ tinh thần chiến sĩ. Người Mỹ tin rằng người Việt Nam rất mê tín và lá át bích sẽ đánh vào nỗi sợ cái chết trong lòng quân Việt Nam. Ở châu Âu, người ta còn tin rằng quân bài này còn ảnh hưởng nặng nề hơn đến người Việt Nam do những cuộc tàn sát phải đối diện trong gần một thế kỷ bị Pháp đô hộ. Vì vậy, đối với người dân Việt Nam, biểu tượng này được cho là phản ánh sự tàn ác của quân xâm lược phương Tây. Tin đồn này dường như lan nhanh và khi được trang bị kiến thức này, lính Mỹ muốn sử dụng biểu tượng này như một hình thức đe dọa. Năm 1966, theo yêu cầu của Sư đoàn 25 Bộ binh, công ty sản xuất bài Hoa Kỳ có trụ sở tại Cincinnati đã tặng 1.000 bộ bài chỉ toàn át bích cho quân đội đóng quân tại Việt Nam. Những cỗ bài được đóng hòm với dòng chữ vũ khí bí mật. Các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ đã nắm được câu chuyện và đưa tin đồn lên, nói rằng Việt Minh sợ quân bài át bích hơn máy bay ném bom. Cho dù những tin đồn nhảm nhí ấy vô căn cứ và không chính xác, nhưng những lá bài đóng vai trò động lực nâng cao tinh thần cho người Mỹ. Họ gài vào mũ bảo hiểm, mang theo trong túi và coi nó gần như một lá bùa may mắn. Những lá bài khiến một số tên lính cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cần phải nói rằng, không phải lính Mỹ nào ra trận cũng là do tự nguyện, và những lá át bích giúp họ nâng cao tinh thần thêm một chút. Không ít binh sĩ Mỹ làm giống như người Anh tại Thế chiến thứ nhất, để một lá bài át bích lên xác một người lính Việt Nam đã hy sinh nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy không tồn tại, vì bài Tây không thực sự đóng vai trò lớn đến như vậy trong đời sống của người Việt Nam thuở ấy. Đồng thời, họ cũng không có gì để mà sợ hết. Quyết tâm thống nhất đất nước, non sông liền một dải giúp quân ta vượt qua rất nhiều cuộc tâm lý chiến mà người Mỹ bày ra, chứ không chỉ riêng vài lá bài vô hại này. Thực tế, chiêu bài tâm lý này lại có tác động lớn đến chính lính Hoa Kỳ hơn. Khi những kẻ xâm lăng tham gia một cuộc chiến phi nghĩa, chúng không có những mục đích cao cả để xả thân và phải tìm tới những yếu tố tâm linh. Thật thú vị khi người phương Tây luôn cho rằng người phương Đông mê tín, nhưng chính binh sĩ của họ lại phải cầu viện đến phương pháp ấy. Lá át bích là một lá bài thú vị và kỳ bí, được gắn liền với những cái chết, sự nguy hiểm và vận rủi. Chúng ta không thể chắc chắn về ý nghĩa thực sự của nó, nhưng chắc chắn nó mang tính biểu tượng rất lớn. Dù bạn có tin hay không, lá bài quyền lực này sẽ luôn luôn chứa đầy sự bí ẩn ở trong mình. Cách mua chuyện bí ẩn Ozone dễ nhất bằng WeScan. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà mình đã chia sẻ trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản WeScan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản WeScan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt ghép có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện dễ dàng theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa chỉ nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được bản pre-order đặc biệt của tập 1 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Chúc mọi người thành công!